Hồng Sư Si biết địch đại nhiệt ba không ganh đua, Ngô Lỗi hướng Hàm Chi chưa chia tay. Triệu Lợi Tư áp phiên quan Hiểu Đồng, dẫm đạp Triệu Lợi Dĩnh. Đối với những người yêu thích xem tin tức Hoa ngữ thì hầu như họ sẽ đều chú ý đến hàng loạt tin dưa, tin đồn xung quanh các ngôi sao và bộ phim do các blogger tung ra. Mặc dù đó đều là những tin tức chưa xác nhận, nhưng vẫn được dân mạng từ Trung sang Việt chú ý, thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn. Vậy hãy cùng chúng tôi xem những ngày gần đây trong showbiz Hoa ngữ có tin dưa gì được quan tâm nhiều nhất nhé. Địa vị của Ngô Thư Hân bấp bênh. Thương Lan Quyết nổi đình nổi đám, Vương Hạc Đệ được hưởng lợi nhiều nhất, còn Ngô Thư Hân thì không đáng kể, địa vị cũng chẳng đi lên mấy. Khu rừng nhỏ của hai người lên sóng, Ngô Thư Hân nhân lúc có đang nhiệt độ từ Thương Lan Quyết nên tiếp tục cùng Trương Bân Bân sao ta couple. Nhưng ai ngờ bộ phim này không được chú ý lắm, Ngô Thư Hân không kiếm được lợi. Với tình trạng hiện tại của Ngô Thư Hân thì cô ấy không thể lấy được những tài nguyên cấp S cộng của nền tảng. Hiện tại Ngô Thư Hân thực sự rất muốn hợp tác với những lưu lượng có địa vị và nhiệt độ. Đoàn đội Ngô Thư Hân đã liên tục đánh tiếng với Thái Tử Khôn và hy vọng có thể hợp tác. Chỉ có điều Thái Tử Khôn chưa bao giờ có ý định đi đóng phim, càng không muốn đi giúp người ta nổi tiếng trong khi bản thân chẳng được lợi ích gì cả. Phía Thái Tử Khôn không thẳng thắn từ chối đoàn đội Ngô Thư Hân, nhưng họ cũng không có thiện chí muốn hợp tác. Giờ địa vị của Ngô Thư Hân thực sự rất bấp bênh, lên không được mà xuống cũng chẳng xong. Triệu Lợi Tư áp phiên quan Hiểu Đồng, dẫm Triệu Lợi Dĩnh. Bộ phim Hồ Đồng đang gây tranh cãi vì vấn đề phiên vị của Lộ Tư và quan Hiểu Đồng. Có người nói rằng quan Hiểu Đồng nổi tiếng sớm hơn Lộ Tư, chẳng hiểu sao thứ tự xếp tên lại cách biệt đến như vậy. Nhưng rõ ràng Lộ Tư và quan Hiểu Đồng không có gì phải so sánh cả, bởi vì Hồ Đồng có đến 3 nữ chính, phân chia thành 3 giai đoạn cùng câu chuyện khác nhau. Hiện tại phần có Lộ Tư đang chiếu nên việc tuyên truyền cho cô ấy sẽ nhiều hơn. Khi nào đến phần của quan Hiểu Đồng thì sẽ sắp xếp tuyên truyền. Còn về phần thành tích phim hiện tại thì Triệu Lộ Tư rất hài lòng. Giờ đoàn đội Triệu Lộ Tư ngoài việc xóa đi những bình luận không hay về cô ấy thì còn bận đi dẫm đạp các nghệ sĩ khác, trong đó có Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn là mục tiêu của Lộ Tư. Từ khi xuất đạo cô ấy đã cọ nhiệt đàn chị, mỗi bước đi cũng giống đến lạ kỳ. Trùng hợp thay bối cảnh của Hồ Đồng cũng có điểm tương tự như phim mới của Lệ Dĩnh, nên Lộ Tư cũng nhân cơ hội này mà tung ra các bản thảo so sánh, rồi dẫm đạp Triệu Lệ Dĩnh luôn. Lý Dịch Phong lợi dụng fan. Lý Dịch Phong đã trở về còn dùng nick phụ để đăng bài nhằm thu hút sự chú ý của fan. Thật ra hành động của Lý Dịch Phong giống y chang Trương Chết Hạn ngày trước, mục đích lợi dụng fan thôi. Cả nhà đừng xem thường những nghệ sĩ bị rớt đài này, họ sẽ không dễ dàng đi làm người bình thường. Dù rời khỏi showbiz thì vẫn sẽ suy nghĩ xem nên kinh doanh cái gì để lợi dụng được fan. Lý Dịch Phong vốn định đi bán trà, nhưng giờ việc bán trà bão hòa lại còn bị những người đi trước tìm cách ngăn cản. Cho nên Lý Dịch Phong hiện tại đang lên kế hoạch cho một dự án có thể kiếm được thật nhiều tiền, thậm chí anh ta còn tiến hành lôi kéo những nghệ sĩ rớt đài như mình và có ý muốn hợp tác cùng bọn họ. Ngô Lợi và Hướng Hàm Chi vẫn chưa chia tay, giờ bên nam đang cố gắng để níu kéo bên nữ. Bạch Lộc tưởng thích là Vân Hy. Ngoài Hứa Khải và Trương Lăng Hách ra thì người tình tin đồn nổi tiếng nhất của Bạch Lộc chính là Vân Hy. Từng có tin đồn nói rằng Bạch Lộc thích La Vân Hy, vẫn luôn muốn cùng anh ấy hợp tác lần hai. Sau đó La Vân Hy đi quay phim mới, Bạch Lộc đến trường quay thăm và tiếp tục ngỏ ý muốn hợp tác nhưng bị anh ấy từ chối. Không ngờ mới đây Vũ Trịnh đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này, cũng chẳng biết có phải anh ta muốn đi cọ nhiệt không nữa. Chỉ là kiểu tin đồn như vậy các bạn cũng đừng tin, chẳng hiểu sao tin đồn lại xuất hiện được. Địch Đại Nhiệt Ba đã ổn định ở vị trí đỉnh nêu rồi, là tiểu phú bà cho nên không giống như sẽ không ganh đua như hai năm trước. Địch Đại Nhiệt Ba hiếm khi nghỉ ngơi, gần đây mỗi ngày đều phải chạy KPI thương vụ, livestream chụp tài liệu. Cô ấy sắp gia nhập đoàn phim. Đến lúc đó là người hâm mộ sẽ không nhìn cô ấy được nữa. Bộ phim tiếp theo chưa xác định, nhưng chỉ biết là đã từ chối bộ phim có nam chính Thành Nghị kia. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.